Vừa qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ ẩu đả khiến một nam thanh niên tử vong trước cửa quán bar. Ngay sau khi nạn nhân thiệt mạng, hai đối tượng đã đến cơ quan công an để đầu thú và tiến hành cung cấp lời khai. Chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị ngay sau đây. Theo điều tra ban đầu, đêm mùng 10 tháng 6, Trần Nam Giang, 27 tuổi, trú tại huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk và Trần Văn Hiệp, 28 tuổi, trú thành phố Buôn Ma Thuột, đến quán Bar Liberty ở số 47 Trần Hữu Dược, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột chơi. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cả hai người ra trước quán để về thì gặp hai cô gái quen trước đó nên hai bên đứng lại nói chuyện. Một lúc sau, Hoàng Ngọc Trung, 25 tuổi, trú tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, đi từ trong quán bar ra và lôi kéo một cô gái đi vào quán nhưng cô gái này không đồng ý. Thấy cô gái phản kháng mạnh nên Giang và Hiệp đi đến can ngăn và nói Trung đừng lôi kéo nữa. Từ đó, giữa Giang, Hiệp và Trung xảy ra mâu thuẫn với nhau. Sau một lúc lời qua tiếng lại, hai bên liền la vào đánh nhau. Lúc này Giang và Hiệp đã dùng tay đánh, chân đạp nhiều cái vào người Trung khiến nạn nhân té xuống đường và tử vong sau đó. Sau khi biết Trung tử vong, cả hai đối tượng đã đến công an để đầu thú. Ngày 13 tháng 6, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Nam Giang, 27 tuổi, trú huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk và Trần Văn Hiệp, 28 tuổi, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Hiện Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang hoàn tất hồ sơ để chuyển vụ việc sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, khởi tố các đối tượng ra pháp luật.